các quyển san là gì. Video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một số tiêu chí để có thể lựa chọn được những chiếc cúc quyển san tốt và phù hợp với cơ thể từng người nhé. Như các bạn biết, trên thị trường ngày nay có rất nhiều các loại cốc khác nhau với các màu sắc, chất liệu, hình dáng cũng khác nhau. Tuy nhiên, để lựa chọn được một chiếc cốc quyển san tốt phù hợp với cơ thể từng người, chúng ta phải dựa vào những tiêu chí sau. Thứ nhất, đó là chất liệu, xuất xứ. Một cốc nguyệt san tốt phải được làm bằng chất liệu silicon y tế. Vì như mình đã giải thích trước rồi, silicon y tế là một cái chất liệu tương thích với da thịt con người. Nó không cho vi khuẩn có hại bám vào và cũng không tiêu diệt vi khuẩn có lợi ở bên trong vùng âm đạo chị em phụ nữ chúng mình. Nhất là một chiếc cốc nguyệt san lại được sản xuất ở châu Âu, ở những cái công ty hàng đầu về silicon thì lại càng tốt. Vì một chiếc cốc nguyệt san chúng ta sử dụng mà tái sử dụng nhiều năm và lại đặt vào bên trong cơ thể, cho nên lựa chọn một chiếc cốc nguyệt san có chất liệu tốt sẽ đảm bảo được cái việc mà bảo vệ sức khỏe của chị em chúng mình, chúng ta sẽ sử dụng yên tâm hơn. Tiêu chí thứ hai đó chính là về kích thước size cốc. Các chị em nên lựa chọn những hãng cốc nguyệt san mà có từ ít nhất 2 size trở lên, vì cơ thể chị em phụ nữ chúng mình rất kỳ diệu, có người có ống lọ ngắn, có người ống lọ dài và độ giãn nở cũng khác nhau. Chính vì vậy, khi những hãng cốc có nhiều size, chúng ta sẽ dễ dàng lựa chọn cho mình một chiếc cốc phù hợp với bản thân, đúng không ạ? Nếu những hãng cốc nguyệt san mà có một size thì sẽ dẫn đến tình trạng có thể nó sẽ bị quá to hay là quá nhỏ hoặc quá dài so với cơ thể của chị em chúng mình. Tiêu chí thứ ba đó chính là về độ cứng mềm. Nếu mà chúng ta sử dụng cốc nguyệt san quá cứng thì thao tác đưa vào sẽ dễ, nhưng mà lấy ra sẽ gây đau. Và đặc biệt khi thao tác đưa vào, nếu mà chúng ta bị trượt tay một cái thì thôi rồi, rất là thống và khó chịu. Nếu quá mềm thì chúng ta thao tác đưa vào lại hơi khó, lấy ra thì dễ nhưng dẫn đến dễ bị không mông mở và bị rò rỉ. Vậy nên các chị em hãy lựa chọn chiếc cốc nguyệt san có độ mềm vừa phải nhưng phải đảm bảo độ bung tốt nhé. Ví dụ như chiếc cốc nguyệt san Cibel nhập khẩu từ Pháp chẳng hạn. Mà tiêu chí thứ tiếp theo nữa đó chính là về đuôi cốc. Đây là một tiêu chí phụ tuy nhiên rất là quan trọng. Nếu mà chiếc cốc nguyệt san có chiếc đuôi vừa to vừa cứng mà lại rỗng thì sẽ dễ dàng gây đau và khó vệ sinh. Nếu mà nó quá to quá cứng dẫn đến khi chúng ta sử dụng có thể vẫn còn cái cảm giác mà đang có cái vật gì đó ở trong người ấy. Nên chúng ta sẽ lựa chọn những chiếc cốc nguyệt san có cái đuôi nhỏ, mềm và đặc. Thì như thế sẽ không ảnh hưởng đến cái cảm giác mà chúng ta sử dụng nhé. Nếu mà chúng ta đuôi bị quá dài thò ra ngoài, chúng ta cắt đi vẫn không sao, sẽ không gây đau đâu ạ. Một tiêu chí nữa đó chính là lỗ thông khí. Có rất nhiều hãng cốc nguyệt san lỗ thông khí ở khoảng lưng chừng cốc, như thế sẽ hạn chế cái việc mà dung lượng chứa. Nên các chị em nên lựa chọn những chiếc cốc nguyệt san có lỗ thông khí ở sát miệng cốc và lỗ thông khí to để có thể dễ dàng vệ sinh và chống rò rỉ nhé. Một tiêu chí phụ nữa đó chính là cái độ trơn láng của thân cốc và cái độ cứng mềm giữa thành cốc và miệng cốc. Chúng ta nên sử dụng cái loại cốc nguyệt san mà có cái độ cứng chênh lệch một chút giữa miệng cốc và thân cốc để dễ bung mở hơn, và cái thân cốc thì trơn láng để chúng ta dễ dàng vệ sinh hơn nhé. Về màu sắc thì các chị em cứ nghĩ rằng là màu trắng sẽ an toàn, nhưng thật ra không phải ạ. Khi mà một chiếc cốc nguyệt san mà được sản xuất bởi chất liệu silicon y tế tốt và nhất là bởi một cái công ty uy tín về silicon thì các bạn yên tâm hoàn toàn, màu đấy là màu của silicon y tế nhé, màu trong y tế được phép dùng chứ không phải là phẩm màu. Nếu mà phẩm màu thì khi chúng ta mà đem tiệt trùng sôi thì nó phai ra hết mất rồi. Cho nên các chị em hoàn toàn yên tâm về những chiếc cốc nguyệt san mà có màu sắc nhé, có khi lại còn đảm bảo an toàn hơn đấy ạ. Vì khi màu trắng rất là dễ bị ố, có những chiếc cốc mà các chị em sử dụng sau một vài chu kỳ nó đã bị ố rồi ạ. Thì như thế nếu cốc nguyệt san bị ố, chúng ta nhìn rất mất cảm quan và cảm giác là không còn vệ sinh nữa, đúng không? Đấy là những cái tiêu chí mà cơ bản nhất để giúp các chị em có thể lựa chọn cho mình một chiếc cốc nguyệt san phù hợp. Bên cạnh đó thì các chị em có thể quan tâm đến cái phần mà quà tặng đi kèm, đó chính là cốc tiệt trùng. Có rất nhiều hãng cốc nguyệt san cũng tặng kèm cốc tiệt trùng, tuy nhiên có những chiếc cốc tiệt trùng thì được sản xuất bằng nhựa tái chế thì sẽ không đảm bảo, và nó có những cái cốc tiệt trùng nó rất là nhỏ, nó gần như là không có tác dụng để tiệt trùng ấy ạ. Thì đây là một cái quà tặng đi kèm thôi, nhưng mà các chị em cũng lưu ý nhé. Và em Dung
Xin phép chia sẻ với các chị em về cái sản phẩm gốc Việt Sansibel mà em Dung đang trải nghiệm, thì nó đáp ứng được các cái tiêu chí mà em Dung vừa nêu ra. Và một cái điều quan trọng nữa là khi các chị em xem review trên mạng ấy, thì có, nhất là những cái trang mạng nước ngoài ấy, thì có những cái review rất là tốt. Tuy nhiên cơ thể của chị em phụ nữ Việt Nam thì nó không được to cao như chị em phụ nữ Tây, đúng không ạ? Cho nên có thể những cái hãng gốc Việt San đấy rất là tốt người châu Âu nhưng lại không phù hợp với chị em châu Á chúng mình. Cho nên là em Dung rất là may mắn vì lựa chọn được cái sản phẩm gốc Việt Sansibel nhập khẩu từ Pháp. Nó phù hợp với cơ địa phụ nữ Việt Nam, nó có dáng bầu ngắn. Bản thân em Dung cái ống nó rất là ngắn cho nên phải cắt gần hết đuôi. Nếu mà sử dụng những gốc Việt San quá dài thì lại không sử dụng được. Một tiêu chí nữa đó chính là độ dài của thân gốc. Nếu mà các chị em lựa chọn những chiếc gốc quá dài có thể sẽ không phù hợp với cơ thể mình, vì cơ thể mình rất là đa dạng. Có những chị em ống nạo rất là dài nhưng có những chị em ống nạo rất là ngắn. Với những chiếc gốc quá dài mà các chị em có ống nạo ngắn khi sử dụng thì có thể sẽ bị lòi cả phần đáy gốc ra ngoài, như thế rất là khó chịu ạ. Còn nếu mà những chiếc gốc quá ngắn mà những chị em có ống nạo dài thì khi lấy ra sẽ lại gặp khó khăn. Chính vì thế chúng ta sẽ lựa chọn những chiếc gốc có kích thước trung bình. Và nếu mà để yên tâm thì các chị em nên, nếu mà có chiều cao quá là hạn chế, ví dụ như em Dương chẳng hạn, thì trước khi mua gốc Việt San các chị em nên tiến hành đo ống âm đạo của mình nhé, để có thể lựa chọn những chiếc gốc Việt San phù hợp. Trên đây em Dung vừa chia sẻ một số tiêu chí để giúp các chị em có thể lựa chọn được những chiếc gốc Việt San tốt, phù hợp với cơ thể mỗi người. Em Dung hy vọng rằng với cái chia sẻ ngày hôm nay của em Dung sẽ giúp ích được cho ai đó đang cần cái thông tin về gốc Việt San, để giúp các chị em có thể đưa ra những quyết định đúng đắn và để có thể trải nghiệm được một chiếc gốc Việt San thật là tốt, phù hợp. Nếu các chị em yêu quý em Dung, hãy ủng hộ em Dung bằng cách bấm like, share và đăng ký kênh cho em Dung nhé. Xin cảm ơn các chị em rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại các chị em ở những video.